9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tây tháng 11 2021. Sân ga Valizelin ướt nhẹp, mùa thu, mưa rơi thật là nhiều của mấy ngày hôm nay. Nhìn thôi mình cũng đã thấy buồn rồi. Còn buồn hơn nữa là hai ngày nữa mẹ gà Mộng Thúy rời khỏi căn nhà Ricky Ring này để qua một nơi ở mới, chỉ có một mình thôi. Đó, đồ đạc suốt cả tuần nay đã lục đục bỏ hết vô trong thùng rồi, xong rồi chuẩn bị cho ngày thứ hai 15 tây tháng 11 người ta tới chở qua bên căn hộ mới. Tất cả mọi thứ đã làm đúng theo thời gian mà mẹ gà đã dự tính. Giờ chót còn giặt hết quần áo cho gà con Đình Sĩ. Thương không? Nhà bếp sắp sửa sẽ không có mẹ gà rồi. Chắc sẽ buồn lắm đây. Tranh ảnh đã đem xuống hết rồi. Con thấy chưa? Không còn một cái gì trong phòng của mẹ. Có bóng dáng mẹ nữa. Nè, đây. Ngày 15 tháng 11 thứ hai 2021 là mẹ dọn đó nha. Dễ sợ không? Cho con coi đồ đạc của mẹ nè. 43 năm sống ở nước ngoài, bây giờ chính thức là mẹ gà ra đi một mình, không có gà con. Buồn ơi là buồn, nhưng mà phải chấp nhận thôi, vì các con của mình đã lớn hết rồi, phải có cuộc sống riêng để tự lập chứ. Nè, cái giường của mẹ cho tụi con nhớ nha. Đó, tan 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 tan. Thôi, chào cái bạn, sẽ sang chỗ mới. Chúc mọi sự may mắn bên cạnh nhà mới của ta.